Rồi, ok, xin chào bạn, mình trở lại với kênh của mình. Thì hôm vừa rồi là mình có giới thiệu với bạn cái ý tưởng về chiến binh mạnh nhất vũ trụ Granola. Và sau đó đấy thì cũng có rất nhiều bạn ủng hộ mình. Và hôm nay thì mình đã thực hiện được nó rồi. Ở đây thì mình đã dành rất là nhiều thời gian ra để mình vẽ. Bao gồm là có Granola này. Đây là chiến binh mạnh nhất vũ trụ và người đã dùng dòng thần Turbo để ước, để hack sức mạnh các bạn. Đó, đầy đủ luôn nhá. Ngoài ra thì có cả nhóm Hater nữa. Nhóm này thì nó cũng giống như kiểu là tiểu đội sát thủ nhưng mà là version 2 ấy. Đó, đánh bại bọn này sẽ rơi ra ngọc rồng Toronbo. Ok chưa? Và rồng thần Toronbo đây. Đó. Mình đã dành khá là nhiều thời gian ra mình để mình vẽ. Và hôm nay thì mình đã thực hiện được nó và đưa nó vào trong game rồi. Thì hôm nay mình sẽ review cho bạn xem nhá. Và đây là ngọc rồng Ryu. Tên nghe thì có vẻ khá là Ryu thôi nhưng mà nó là lậu. Các bạn có thể tải nó tại nro.ryu.com. Đó, link tải mình để ở phần mô tả nhé. Cũng muốn cho các bạn trải nghiệm thôi. Bởi vì đây là một ý tưởng rất là hay nhưng mà admin bản chính thì không, người ta không thực hiện ấy, nên là mình đã hợp tác với một bên lậu để mình làm nó. Thì đầu tiên ấy, ông Moneto sẽ đứng ở làng Mori và sẽ đưa các bạn tới hành tinh Siriu nhé. Đây. Đó, đây là map Siriu. Ở đây chúng ta sẽ có hai map. Lấy bối cảnh ở hành tinh Namek thôi. Đó. Bên này thì nhóm Hater sẽ xuất hiện này. Còn bên này là sẽ có Granola. Đây. Để mình review cho bạn xem. Đó, thấy không? Nhìn đẹp không? Cái con hổ này hơi vướng nhỉ? Làm cách nào đưa con hổ về ta? Thấy không? Đó. Nhìn rất là đẹp đúng không? Bạn nào quan tâm thì có thể lên Gunbun Super đọc. Cái này nó là mạch truyện chính luôn nhá, chứ không phải là ngoại truyện đâu. Mà cũng là một cái phần truyện khá là hay và mình cũng rất là thích là mình đã cố gắng thực hiện được ý tưởng này và đưa nó vào trong game. Đó. Rồi, giờ mình sẽ đánh Granola nhá. Đánh bại Granola thì cơ bản nó sẽ rơi đấu thần thôi, còn muốn có ngọc rồng Turbo ấy thì các bạn phải đánh bại nhóm Hitter. Bạn nào muốn trải nghiệm thì cứ mạnh dạn tải ngọc rồng Ryu về. Nhưng mà đây là ngọc rồng Ryu.com. Thực chất là lậu đấy các bạn. Ui, bạn trưởng lại Kame ba mấy triệu liền. Đến những ngày có Setsunoku luôn nhá, 700k sự đánh này. Đây là nick của admin cấp cho mình. Và đợt tới thì có thể là mình cũng qua bản này mình chơi luôn. Đó, rơi đồ thần này các bạn thấy không? Thầy chết. Rồi, nhặt được đồ thần mấy sao ta? Cũng có sẽ có tỷ lệ ra đồ. Ô, đây đồ 2 sao này các bạn này. Nhưng mà nó bị lỗi tí chỗ này. Khả năng tí nữa mình sẽ bảo admin fix lại. Rồi. Sau đó nó sẽ sau khi Granola chết ý, thì ngay sau đó nhóm Hitter sẽ xuất hiện ở map thứ hai. Nhưng mà khu nào thì mình chưa rõ, đợi mình tí để mình đi hỏi đã. Đây nó ở khu 8 các bạn. Đó. Nói chung là bốn con boss này xuất hiện cùng một lúc. Nhưng mà các bạn sẽ phải đánh lần lượt, đầu tiên là Elec, nhưng mà có vẻ như là cái thứ tự của nó sẽ bị sai. Đầu tiên phải là Gat này. Xong đến Maki và Oi, xong mới đến Elec. Mà đánh con nào chả được đúng không? Này, mỗi con là 100 triệu máu các bạn. Có vẻ khá là vất vả. Nhưng mà cái nick này thì cũng rất là mạnh nên là thoải mái thôi. Này thì ủa trưởng không được 4 triệu à? Quá. Ở hết hết cuồng nộ các bạn ạ. Đợi tí để mình ăn cuồng nộ lên đã. Đó, nó giống như kiểu tiểu đội sát thủ ấy. Hành tinh này bán được bao nhiêu đây ha ha. Bọn này nó sẽ là nhóm kiểu buôn bán hành tinh ấy các bạn. Chuyên đi chiếm những hành tinh khác rồi bán lại với giá cao. Đó. Đây là ngọc rồng Toronbo nhá. Ngọc rồng Toronbo 2 sao. Cái này sẽ dùng để triệu hồi rồng thần Toronbo. Nhưng mà hiện tại thì rồng thần vẫn chưa được đưa vào trong game. Bởi vì thời gian cũng gấp gáp quá ấy. Là đội kỹ thuật chưa có thời gian để chuẩn bị nên là các bạn từ từ là yên tâm về trong tương lai kiểu gì cũng sẽ được đưa vào trong game thôi. Rồi. À, con này không rơi ngọc rồng à? Đúng rồi, tỷ lệ rơi ngọc rồng nó cũng chỉ năm mấy phần trăm thôi. Là cũng có thể rơi hoặc cũng có thể không. Boss có hơn 100 triệu máu. 1 triệu. 33 triệu. Rồi. Xịn xó luôn. Nội tại là 149, 100 dịch chuyển tức thời này. Map này thì sẽ không có quái. Nó chỉ là hành tinh Siriu bình thường thôi.
thì mình cũng chưa có cái concept về con quái cho cái map này cả. Chưa biết lấy con quái như nào ấy, bởi vì hành tinh này thì nó không có, nó chỉ có nhóm Hitter này và Granola thôi. Chứ nó chưa có cái con ui, nó chưa có con quái nào để mình làm cả. Ôi cái con này đầu bị lệch này các bạn này. Khả năng là lại phải căn lại thôi. Lại phải bảo kỹ thuật người ta căn lại. Đó, ngọc rồng Turbo 1 sao. Ngọc rồng Turbo thì cơ bản các bạn chỉ cần hai viên là sẽ gọi được nhá. Chỉ cần 2 viên thôi. Đó, đúng bám sát nguyên tắc luôn là 2 viên là sẽ gọi được. Ồ, lại chết rồi. Bó đánh đau phết đấy. Đấy, bám sát nguyên tắc là chỉ cần 2 viên là gọi được. À chết, quên. Đây. Sau khi các bạn gọi được dòng thần Turbo lên thì con này nó sẽ hiện lên và ban cho các bạn điều ước. Điều ước có thể là tăng sức đánh này, tăng sức mạnh nhưng mà giảm tuổi thọ này. Đầu nó bị lệch các bạn ạ. Rồi. Đó, về cơ bản thì nó sẽ giống như kiểu tiểu đội sát thủ, nhưng mà đây là version 2. Đây cũng là một cái trải nghiệm săn boss khá là tuyệt vời và các bạn có thể thử nhá. Tải game tại nrorio.com. Đây là một cái bản mà mình tính là sẽ hợp tác lâu dài. Thì tất cả những ý tưởng sau này thì mình sẽ gửi cho họ và họ sẽ làm. Đó. Rồi, ngọc rồng Turbo. Ok nha. Đó. Và săn Granola các bạn sẽ nhận được đồ thần linh. Và săn nhóm Hitter các bạn sẽ nhận được dòng thần Turbo. Ngọc rồng Turbo chứ. Đấy. Đây. Ui. Map 1 này các bạn này. Đó. Granola lại xuất hiện rồi. Mà lại phải mất công đi dò khu. Rồi, và trong thời gian tới thì mình sẽ cố gắng review cái bản ngọc rồng Real này cho bạn xem nhé. Và thôi, chắc là clip này mình sẽ tạm dừng ở đây. Nếu bạn thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like nhé. Cảm ơn đã xem, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sắp tới nha. Bye bye.